dần cuống khi phách hào hùng quân mây bay, thanh ba rộn vang gọi non sông, cuộc ngân đại Việt mạnh giao hòa, hiên ngang trời Nam tự vương kế, nhân duyên địa lợi thời thiên tế. Sự danh truyền uy nghiêm thần linh tạc phòng núi, quân pháp tìm đường mưu cứu nước, dám tay gạt mây bạc nóng cao, khí phách cuộn trào nghị diên hồng, dám sơn trần phong lược mưu sách, quyết chi phong mạnh cùng ma sao. Chào tay nồng nhiệt để cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018, Báo Văn Hóa phối hợp với các cơ quan liên quan trân trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với tên gọi Quà Tháng Năm Dân Người. Đây là lần thứ hai Báo Văn Hóa tổ chức chương trình Quà Tháng Năm Dâng Người như món quà thiêng liêng và thành kính dâng lên Bác, cũng là lời hẹn ngọt ngào của những người làm báo văn hóa dành tặng khán giả trong tháng năm đầy ý nghĩa này. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng, những khúc ca đã khắc sâu trong tiềm thức của nhiều thế hệ khán giả, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Và thưa quý vị, đến dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu và các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Thu Hằng, Tổng biên tập Báo Văn hóa. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý và đông đảo quý vị khán giả đã đến dự chương trình Quà Tháng Năm Dâng Người ngày hôm nay. Xin nồng nhiệt chào đón. Và thưa quý vị, để đóng góp vào thành công của chương trình, không thể không nhắc đến sự tham gia đồng hành của các đơn vị đã tham gia quảng cáo truyền thông cho chương trình. Đó chính là Tổng Công ty Khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Chúng ta cũng dành một tràng vỗ tay để cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại,
chiến sĩ quốc tế lỗi lạc và là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng con người và toàn nhân loại. Cả cuộc đời người luôn thôi thúc: tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đối với người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, mà còn là vị lãnh tụ luôn yêu thương hết lòng vì đồng bào, đồng chí. Tình yêu thương của người đã vượt qua mọi giới hạn để trở thành một tư tưởng đạo đức cao đẹp. Và chính vì lẽ đó, nguồn cảm xúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh dường như không bao giờ vơi cạn trong lòng các nhạc sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đã có biết bao ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Và ngày hôm nay, trong chương trình nghệ thuật Quả Tháng Năm Dân Người, chúng tôi cũng xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những khúc ca như vậy. Bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, sáng tác Văn Cao, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khang. Người Hà Nội, sáng tác Nguyễn Đình Thi, biểu diễn Trần Hồng Nhung. Dấu chân phía trước, sáng tác Phạm Minh Tuấn, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng và dàn hợp xướng. Tình đất đỏ miền Đông, sáng tác Trần Long Ẩn, biểu diễn Minh Đức. Và ca khúc Đôi Dép Bác Hồ, sáng tác Văn An, biểu diễn nhóm Pha Lê. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
Oh,
nhẹ như mây. Dấu chân không em không ngầm, dấu chân không là dấu nắng. Mười ngón chân chưa bầm sâu, dấu chân của gian đứng lâu. Nặng hai vai là tổ quốc, chắc người dưng dưng nước mắt. Trái tim căm giận bừng khi tôi còn là Hà Nội, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm đuối, người đã lên tàu đi xa.
hồng đất mới đang chờ giật người buôn giới những mầm xanh. Ai đã hóa rừng miền đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần, mặt đất lên xanh chờ người nhận tay con cho hạt lúa vàng nắng chiều. Oh,
nâng niu tất cả chỉ quên mình. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trái tim người dâng tròn những gì thiêng liêng sâu sắc nhất cho dân, cho nước. Nhạc sĩ Thuận Yến cũng đã từng nói rằng, trong mỗi chúng ta luôn sẵn có sự tôn kính, tình yêu thương, ngưỡng mộ và lòng biết ơn vô bờ bến đối với Bác. Nên chỉ cần một bài hát nào đó nói lên được những tình cảm ấy là họ chấp nhận. Và đó là đề tài vô tận, không bao giờ vơi cạn trong mỗi người sáng tác. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ được tiếp nối với những giai điệu trầm lắng, hoài niệm và xúc động về Bác. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, sáng tác Nguyễn Tài Tuệ, biên đạo Phương Linh, biểu diễn ca sĩ Lan Anh và Tốt Múa. Mùa thu nhớ tiếng Bác, sáng tác Đặng An Nguyên, biểu diễn Phương Long. Bác Hồ một tình yêu bao la, sáng tác Thuận Yến, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Tiết mục múa Hương Sen, âm nhạc Quang Vinh, biên đạo nghệ sĩ nhân dân Kim Trung, biểu diễn tập thể múa. Ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác Trần Kiết Tường, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng và dàn hợp xướng. Cùng với bài hát Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ Bác, sáng tác An Thuyên, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Phương Thảo. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
mọi miền đất nước, nghe tiếng tha trong chiều tâm hồn, giữ mùa thu vang trong con tim, lời tuyên ngôn độc lập nghe trong phong ba là mùa xuân đất nước. Ôi trái tim người, một trái tim vĩ đại, một tình ta mang bao kỷ niệm về một mùa thu. Bác đã xây một cuộc đời mới, bác đã trao ngọn cờ tổ quốc vì độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam. Mọi miền đất nước muôn trái tim hướng về Ba Đình, giữa mùa thu vang qua năm châu, lời tuyên ngôn độc lập qua bao phong ba là mùa xuân bát ngát trên khắp phố phường, đó thắm bao bóng cờ một rừng hoa chiến mãi tim người vững niềm tin, mang trong tim lời thề vì một ngày mai nắm chắc tay ngọn cờ tổ quốc, xây đứng mơ cuộc đời hạnh phúc vì độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam. Cuộc đời rất thanh cao, không có chút riêng tư.
mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bắt đèn ánh mặt trời dù màn đêm giá lạnh, bắt đèn mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bao như bài dân ca dù em bé vào đời, bao như vì sao mà
mênh mông hơn mặt biển đông, êm đềm hơn những dòng sông. Đêm sông lam
Bên ta trong mỗi nhà
Tìm đến một lòng mà thi
giai điệu của cuộc đời, trong sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết, phút hạnh phúc mẹ tiễn đưa con, giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam ngàn năm cấm hoa, cô đã khép lại chương trình nghệ thuật quà tháng năm dân người ngày hôm nay.